Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đêm qua, dạng sáng nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến sân bay nội bài, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày, từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6. Trưa nay, ngày 20 tháng 6, lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón. Chuyến thăm của tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ tư của tổng thống Putin đến Việt Nam, trước đó vào các năm 2001, 2006, 2013 cùng một lần vào năm 2017 khi Tổng thống Putin đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC do Việt Nam đăng cai. 21 phát đại bác rền vang tại Hoàng Thành Thăng Long là nghi thức chào đón trang trọng nhất được tiến hành chào mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Nga Vladimir Putin làm lễ chào cờ và duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1994, Việt Nam Liên bang Nga ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nga. Năm 2012, hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hiện Liên bang Nga có khoảng 190 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư sấp xỉ 1 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Việt Nam có khoảng 25 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga có khoảng 60.000 người và khoảng 5.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Nga. Chiều ngày 20 tháng 6 sau lễ đón tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với tổng thống Vladimir Putin tại trụ sở Trung ương Đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam nhiệt liệt chào mừng tổng thống vladimir putin người luôn dành nhiều tình cảm sự ủng hộ đối với nhân dân việt nam và quan hệ việt nga đã trực tiếp cùng lãnh đạo việt nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sau đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện có nhiều đóng góp ủng hộ quý báu cho việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga Tổng bí thư đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần thứ năm của Tổng thống Putin đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ký kết hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga 1994-2024 và hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1950-2025. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử với số phiếu bầu cao, thể hiện sự tín nhiệm của nhân dân Nga đối với sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, giữ ổn định chính trị xã hội, duy trì phát triển kinh tế và triển khai chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Về tình hình Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế như ngày nay. Tổng Bí thư đã trao đổi về những kết quả toàn diện, nổi bật qua gần 40 năm đổi mới, trong đó có gần 15 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và kế thừa thành quả phấn đấu nhiều năm của nhân dân Việt Nam. Trong thời gian tới, Việt Nam đẩy mạnh việc phát huy thành quả đạt được, vượt qua những hạn chế khó khăn để thực hiện các mục tiêu phương hướng phát triển theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, với các mục tiêu đề ra là Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và là nhà nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam luôn trân trọng sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của liên xô trong đó có nước nga trước đây và liên bang nga ngày nay trong cuộc đấu tranh giành độc lập hai cuộc kháng chiến thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước sau này tổng bí thư khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống đối tác chiến lược toàn diện với nga là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình việt nam ủng hộ nước nga đóng góp tích cực vào công cuộc chung của cộng đồng quốc tế chính sách hướng đông của nga đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng một nước việt nam hòa bình độc lập vững mạnh có uy tín và vị thế ngày càng cao cũng phù hợp với lợi ích lâu dài của nga ở châu á thái bình dương và trên thế giới tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh tình hình thế giới đang chuyển biến nhanh chóng phức tạp sang cục diện đa cực đa trung tâm đòi hỏi các nước thực hiện chính sách hòa bình bình đẳng không đối đầu hợp tác phát triển tuân thủ hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế cộng đồng quốc tế cần tăng cường đối thoại hợp tác song phương và đa phương với liên hợp quốc là trung tâm để cùng phát triển kinh tế xã hội ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống Việt Nam mong rằng Tổng thống Putin và Liên bang Nga tiếp tục quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không, những quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982 việc thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, sớm đạt được Bộ Quy tắc về ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực thực chất. Liên quan đến tình hình ở Ukraine, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn sớm có đối thoại, chấm dứt chiến sự, nối lại đàm phán để đạt giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bảo đảm những lợi ích chính đáng của các bên liên quan. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại, thương lượng theo hướng đó. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi với Tổng thống Putin về việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó có việc củng cố mạnh mẽ quan hệ với các nước láng giềng, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác quan trọng khác. Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối quốc phòng 4.0. Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam và gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việt nam là bạn đối tác tin cậy của liên bang nga mối quan hệ hai nước đã được thử thách qua thời gian phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với việt nam là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của nga tại khu vực châu á thái bình dương tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo sung lực mới trong quan hệ hai nước Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của Đảng và nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế. Tổng thống Vladimir Putin thông tin tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét lớn về tình hình Liên bang Nga, chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Chia sẻ với các ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Putin nhấn mạnh việc giải quyết các vấn đề quốc tế, khu vực cần dựa trên luật pháp quốc tế, hiến trương Liên Hợp Quốc, giải quyết hòa bình các tranh chấp. Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống Nga ủng hộ việc giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đề cập đến quan điểm của Nga về cuộc xung đột ở Ukraine hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ việt nam liên bang nga tiếp tục phát triển tích cực thể hiện nổi bật qua quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp hợp tác kinh tế thương mại được duy trì hợp tác quốc phòng an ninh được củng cố hợp tác trên các lĩnh vực khác được thúc đẩy và quan hệ giữa các tổ chức xã hội và giao lưu nhân dân ngày càng hiệu quả trên cơ sở các thành quả đã đạt được, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến sâu rộng, nhất trí về các phương hướng và biện pháp lớn nhằm tạo sung lực thúc đẩy hợp tác song phương trên toàn diện các lĩnh vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ nhất trí về các phương hướng hợp tác theo đề nghị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, theo đó sẽ thúc đẩy các chuyến thăm trao đổi ở các cấp trên các kênh đảng nhà nước quốc hội tích cực phát triển hợp tác kinh tế thương mại đầu tư khoa học kỹ thuật và củng cố hợp tác quốc phòng an ninh cùng nhau trao đổi giải quyết một số khó khăn tồn tại phù hợp với luật pháp quốc tế và điều kiện cụ thể của mỗi nước đối với lĩnh vực năng lượng và dầu khí hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của hai nước thực hiện hiệu quả những dự án hiện có đồng thời mở rộng các dự án đầu tư với sự tham gia của các công ty dầu khí quốc gia trên lãnh thổ hai nước hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như nông nghiệp giáo dục đào tạo văn hóa du lịch giao lưu nhân dân hợp tác địa phương hai nước hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng việt nam tại nga là cầu nối quan trọng cho quan hệ giữa hai nước tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại nga làm việc và sinh sống ổn định lâu dài tại nga góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Nhân dịp này, Việt Nam và Liên bang Nga ra tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga, đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định các nguyên tắc đề ra những định hướng để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Cũng trong chiều ngày 20 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác giữa hai nước được ký kết trong dịp này và có cuộc gặp gỡ báo chí. Thưa quý vị, trong cuộc khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chiều nay ngày 20 tháng 6, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng chào đón Tổng thống Putin thăm cấp nhà nước đến Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam Nga. Chúc mừng những thành tựu to lớn của nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, bày tỏ tin tưởng Tổng thống Putin sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ Việt Nam và việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay dành cho Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh vì nền độc lập tự do, thống nhất tổ quốc và trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước, đổi mới, phát triển kinh tế xã hội như hiện nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, tạo xung lực mới cho hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, góp phần làm sâu sắc khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tổng thống Putin cảm ơn sự đón tiếp chân tình, trọng thị cũng như những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho ông và đoàn đại biểu cấp cao Nga. Khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy và lâu đời, quan hệ hai nước đã vượt qua những chặng đường lâu dài và nhiều thử thách, đạt nhiều thành quả tích cực về chính trị, ngoại giao. Thông qua trao đổi đoàn cấp cao, quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước ngày càng được củng cố, là nền tảng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác, trong đó có kinh tế, thương mại tăng trưởng tích cực, nhiều dự án đầu tư thành công ở hai nước. Hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và giao lưu nhân dân được hai bên quan tâm thúc đẩy. Bày tỏ ấn tượng sâu sắc về thành tựu phát triển kinh tế xã hội và triển khai đối ngoại hội nhập quốc tế của Việt Nam, Tổng thống Putin khẳng định chuyến thăm lần này là dịp quan trọng để hai bên trao đổi, thống nhất các biện pháp đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, năng lượng, giao lưu nhân dân, nhân văn và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật, sớm thống nhất triển khai kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác Việt Nam Nga đến năm 2030, danh mục các nhiệm vụ ưu tiên Việt Nam Nga giai đoạn 2024 2025, tăng cường hợp tác tài chính, tín dụng, phù hợp với luật pháp quốc tế và quy định pháp luật hai nước nhằm tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư hai nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần khai thác tối đa các lợi thế của hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu đề nghị phía nga tiếp tục tháo gỡ các rào cản thương mại nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại hai nước nhất là xuất khẩu hàng tiêu dùng và nông thủy sản thế mạnh của việt nam vào thị trường nga nâng mức hạn ngạch cho xuất khẩu gạo của việt nam ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản của nga tiếp cận thị trường việt nam về đầu tư hai bên ủng hộ sớm triển khai một số dự án quy mô lớn mang tính chất hải đăng của nga về cơ sở hạ tầng đường sắt đường tàu nội đô tàu điện ngầm, năng lượng tái tạo tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước mở rộng, đẩy mạnh đầu tư và kinh doanh hiệu quả trên lãnh thổ của nhau. Nhấn mạnh hợp tác dầu khí năng lượng là trụ cột quan trọng của hợp tác kinh tế Việt Nga, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, có giải pháp kịp thời, sớm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả các dự án hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí. Khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của liên doanh Việt Petro cũng như các doanh nghiệp dầu khí của Nga như Gazprom, mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Hai bên ủng hộ mở rộng hợp tác sang lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch và tái tạo như LNG, điện gió ngoài khơi nhằm đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững. Lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, văn hóa thể thao du lịch và lao động. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên sẽ sớm đàm phán triển khai hiệp định vận tải giao thông hàng hải, thương mại để kết nối, tăng cường thương mại đầu tư, tăng cường kết nối hàng không, hiệp định về điều kiện đi lại của công dân hai nước hiệp định về thu hút và tuyển dụng lao động có tay nghề của Việt Nam sang Nga, tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch. Hai nhà lãnh đạo ủng hộ tăng cường việc giảng dạy, quảng bá tiếng Việt và tiếng Nga tại mỗi nước thông qua việc phát huy vai trò của các trung tâm văn hóa. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Nga hỗ trợ đào tạo các vận động viên của Việt Nam về các môn thế mạnh của Nga như thể dục dụng cụ, cờ vua. Hai bên sẽ sớm khởi động đàm phán và ký mới hiệp định về lao động và đào tạo nghề lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước. Lãnh đạo hai nước ghi nhận những đóng góp tích cực của công dân hai nước đang sinh sống, làm việc, học tập trên lãnh thổ của nhau và việc củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nga. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo và chính quyền các cấp phía Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Nga, hòa nhập sở tại. Hai nhà lãnh đạo đã dành thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương trong đó có liên hợp quốc asean apec tổng thống putin ghi nhận lập trường khách quan cân bằng của việt nam về vấn đề ukraine thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định việt nam ủng hộ giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến trương của liên hợp quốc có tính đến lợi ích chính đáng của các bên vì hòa bình ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới sẵn sàng tham gia các nỗ lực quốc tế có sự tham gia của các bên liên quan nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững cho vấn đề ukraine về Biển Đông, hai bên ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc UNCLOS 1982, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, ủng hộ thực thi đầy đủ DOC, sớm đạt được COC thực chất, hiệu quả. Cuộc gặp diễn ra trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Putin sẽ là dấu mốc quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Chiều nay ngày 20 tháng 6 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp quý báu của Tổng thống Nga Vladimir Putin với việc phát triển quan hệ giữa hai nước, đồng thời mong muốn Tổng thống tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định quan hệ hợp tác liên nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua và đã không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Hội đồng Liên bang Nga và Duma Quốc gia Liên bang Nga. Hai bên đang trao đổi để ký lại thỏa thuận này trong năm nay, trong đó có bổ sung các nội dung hợp tác cụ thể giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị của Việt Nam và nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga tổng thống liên bang nga vladimir putin chúc mừng và hy vọng chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn trên cương vị mới sẽ tiếp tục phối hợp với lãnh đạo duma quốc gia liên bang nga và hội đồng liên bang nga thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước hai quốc hội Tổng thống Vladimir Putin nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về quan hệ hai nước và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, nhấn mạnh hợp tác liên nghị viện và hợp tác của chính đảng hai nước là rất quan trọng. Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga thống nhất, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga rất tốt đẹp. Đây là cơ sở tốt để thúc đẩy quan hệ hai quốc hội, xây dựng hành lang pháp lý, nền tảng pháp luật, củng cố mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga. Tổng thống Vladimir Putin mong muốn quốc hội Việt Nam sẽ phê chuẩn thúc đẩy thực hiện các hoạt động song phương của hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, chiều ngày 20 tháng 6, tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Tổng thống Liên bang Nga Putin đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Cũng trong chiều nay, tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, Tổng thống Putin đã nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024. Nhân dịp này, hai bên đã ra tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga. Sau đây, truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu một số nội dung chính của tuyên bố chung. Toàn văn tuyên bố chung, mời quý vị và các bạn đón đọc trên Báo Nhân dân số ra sáng mai ngày 21 tháng 6 và theo dõi trên Báo Nhân dân điện tử tại địa chỉ nhân dân.vn. Một, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga không ngừng củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên tinh thần hữu nghị và ủng hộ lẫn nhau trong bối cảnh quốc tế phức tạp. Năm 2025, hai nước sẽ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu chặng đường dài cùng nhau vượt qua thử thách và khó khăn. Trong đó có những năm tháng nhân dân Việt Nam đấu tranh vì độc lập tự do. Sau 30 năm thực hiện hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị và sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2012, hai bên đã đạt được những thành tựu quan trọng sau. Đối thoại chính trị giữa Việt Nam và Nga có độ tin cậy và hiểu biết cao, trao đổi tiếp xúc các cấp duy trì thường xuyên, tạo nền tảng vững chắc cho công việc củng cố và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương. Hai bên duy trì quan điểm gần gũi hoặc tương đồng về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp hiệu quả trong khuôn khổ các tổ chức đa phương. Việt Nam và Nga không ngừng thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại bao gồm trên cơ sở hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu ký ngày 29 tháng 5 năm 2015. Hai bên tiếp tục củng cố hợp tác trên các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, công nghiệp, công nghệ số, giao thông vận tải và nông nghiệp. Phát huy tiềm năng to lớn về hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ, giáo dục và nhân văn. Hai bên ngày càng chú trọng tăng cường hợp tác địa phương, tiếp xúc theo các kênh đảng và tổ chức xã hội, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, thành lập các cơ chế và khuôn khổ hợp tác mới khi cần thiết. 2. Nhằm phát huy thành tựu đã đạt được sau 30 năm thực hiện hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị gìn giữ truyền thống hữu nghị tốt đẹp cũng như tranh thủ tiềm năng hợp tác. Hai bên khẳng định mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở các nguyên tắc và định hướng sau. Việc củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là một trong những ưu tiên đối ngoại của Việt Nam và Nga, đáp ứng lợi ích lâu dài, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước cũng như nâng cao vai trò của hai quốc gia tại mỗi khu vực và trên thế giới. Việt Nam và Nga xây dựng quan hệ trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của các quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình và các tranh chấp, cũng như trên cơ sở phù hợp với hiến trương của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, quyết tâm tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực trong khuôn khổ song phương và đa phương. Việt Nam và Nga không liên minh hoặc thỏa thuận với bên thứ ba nhằm có các hành động phương hại đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như lợi ích cơ bản của nhau. Việc phát triển quan hệ Việt Nam-Nga không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba khác. 3. Việt Nam và Nga nhất trí tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác sau: tiếp tục tăng cường đối ngoại chính trị thường xuyên và thực chất ở cấp cao và cấp cao nhất, nỗ lực thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện hành và thành lập các cơ chế hợp tác mới, kịp thời phối hợp tháo gỡ các vấn đề trong hợp tác song phương, đẩy mạnh tiếp xúc theo kênh đảng giữa lãnh đạo của các cơ quan lập pháp Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, giữa các ủy ban và nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước, tiếp tục phối hợp hành động tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực, nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng, an ninh giữ vai trò đặc biệt trong tổng thể quan hệ Việt Nam Nga, không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba, có độ tin cậy cao và hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc quy định của luật pháp quốc tế góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới nói chung. Nhất trí củng cố hợp tác toàn diện trong lĩnh vực an ninh thông tin quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế và các hiệp định, thỏa thuận song phương nhằm ngăn chặn việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào mục đích xâm hại chủ quyền, vi phạm toàn vẹn lãnh thổ cũng như các vi phạm khác trên không gian mạng toàn cầu có mục đích cản trở hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý song phương đối với hợp tác hỗ trợ tư pháp liên quan đến tội phạm hình sự, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Tiếp tục tăng cường hợp tác ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại, hỗ trợ người bị nạn, tiến hành diễn tập và huấn luyện chung giữa các cơ quan cứu hộ hai nước. Chú trọng phát triển hơn nữa hợp tác kinh tế, tạo thuận lợi cho mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư và tài chính tín dụng phù hợp với luật pháp quốc tế và quy định pháp luật hai nước nhằm thúc đẩy trao đổi hàng hóa cân bằng, khai thác hiệu quả lợi thế của hiệp định thương mại tự do Việt Nam và các nước thành viên liên minh kinh tế Á Âu ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Liên bang Nga và doanh nghiệp dầu khí Nga tại thềm lục địa Việt Nam, phù hợp với luật pháp Việt Nam và Nga cũng như luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tính đến tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, quyết tâm đẩy nhanh triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam, tiếp tục trao đổi về vấn đề di trú, tạo thuận lợi cho việc sinh sống, làm việc và học tập của công dân Việt Nam tại Nga và công dân Nga tại Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức kỷ niệm trang trọng các sự kiện trọng đại trong lịch sử hai nước và quan hệ Việt Nam Nga trong năm 2025, bao gồm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nga 30 tháng 1 năm 1950, 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 80 năm chiến thắng chiến tranh vệ quốc vĩ đại mùng 9 tháng 5 năm 1945, 80 năm Quốc khánh Việt Nam ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. 4 thúc đẩy tiến trình khách quan hình thành trật tự thế giới đa cực, công bằng và bền vững, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bao gồm tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền dân tộc tự quyết, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình tranh chấp. Ghi nhận thay đổi nhanh chóng bức tranh chính trị, kinh tế toàn cầu, củng cố vị thế và tiềm lực của các nước phương Nam, hoan nghênh vai trò ngày càng tăng của các nước này trong quản trị quốc tế cho rằng mọi quốc gia có quyền tự quyết định mô hình phát triển, thể chế chính trị, kinh tế và xã hội phù hợp với điều kiện đất nước và nguyện vọng của nhân dân. Hai bên không ủng hộ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Việc áp đặt các biện pháp cấm vận đơn phương, áp dụng trị ngoại pháp quyền, chia rẽ về ý thức hệ mà không có cơ sở pháp lý quốc tế và không thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Khẳng định nhất quán kết quả của chiến tranh thế giới thứ hai được nêu trong hiến trương Liên Hợp Quốc, cũng như phản đối mọi mưu toan, bác bỏ làm sai lệch và xuyên tạc lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc giáo dục đúng đắn lịch sử, giữ gìn ký ức về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, kiên quyết lên án các hành động tôn vinh, nỗ lực hồi sinh chủ nghĩa phát xít và quân phiệt. Tiếp tục củng cố hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp quốc, bao gồm tại Hội đồng Liên hợp quốc, không ủng hộ việc chính trị hóa hoạt động của các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác. Ủng hộ vai trò điều phối trung tâm của Liên hợp quốc trong việc đảm bảo hòa bình, an ninh và phát triển bền vững ủng hộ nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như dân chủ hóa và cải tổ liên hợp quốc tiếp tục phát triển hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế và tài trợ khủng bố tính đến vai trò điều phối trung tâm của liên hợp quốc trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định và nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như thúc đẩy tăng cường vai trò chủ đạo của các quốc gia các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực này ủng hộ các nỗ lực quốc tế về kiểm soát vũ khí giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí bao gồm thúc đẩy tiến trình kiểm điểm hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân ngày 1 tháng 7 năm 1968, cũng như trong khuôn khổ hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, ủng hộ tham vấn giữa năm cường quốc hạt nhân với các nước thành viên hiệp ước khu vực Đông Nam Á, không vũ khí hạt nhân nhằm giải quyết vướng mắc và tiến tới ký kết nghị định thư kèm hiệp ước. Ủng hộ việc tuân thủ và củng cố công ước về cấm phát triển, sản xuất và tàng trữ vũ khí vi khuẩn sinh học, độc tố cũng như việc tiêu hủy chúng vào ngày 16 tháng 12 năm 1971 bao gồm thể chế hóa thực thi công ước và không để trùng lập chức năng giữa cơ quan quốc tế liên quan. Khẳng định cần khởi động đàm phán đa phương về công ước quốc tế đấu tranh chống tấn công khủng bố sinh học, hóa học tại hội nghị về giải trừ quân bị nhằm ứng phó với nguy cơ khủng bố sinh học và hóa học. Kiên trì mục tiêu xây dựng thế giới không có vũ khí hóa học, quan ngại về việc chính trị hóa hoạt động của tổ chức cấm vũ khí hóa học khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ công ước về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học ngày 13 tháng 1 năm 1993 là công cụ quan trọng trong lĩnh vực giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí. Bày tỏ quan ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ, nhấn mạnh cần tuân thủ sử dụng khoảng không gian vũ trụ cho mục đích hòa bình, ủng hộ để nhanh đàm phán hiệp ước về ngăn ngừa triển khai vũ khí trong khoảng không gian vũ trụ, dùng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong vũ trụ, cũng như ủng hộ thúc đẩy các sáng kiến và cam kết về không triển khai trước vũ khí trong vũ trụ, thúc đẩy hợp tác bảo đảm an ninh công nghệ thông tin và truyền thông sẵn sàng hợp tác ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng, bao gồm liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong công nghệ thông tin và truyền thông, ủng hộ thành lập khuôn khổ quản trị không gian mạng toàn cầu mang tính đa phương, dân chủ và minh bạch trên cơ sở bảo đảm an ninh thông tin và an toàn cho các mạng internet quốc gia. Nga ủng hộ và cam kết phối hợp chặt chẽ với Việt Nam hướng tới tổ chức thành công năm APEC Việt Nam 2027. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga tin tưởng rằng việc triển khai hiệu quả các phương hướng và hợp tác trên, phối hợp hành động tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế và khu vực sẽ góp phần củng cố tăng cường thực chất quan hệ song phương, thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đáp ứng lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực châu Á Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung. Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã đón tiếp chu đáo và trọng thị, thể hiện tin cậy cao, hữu nghị truyền thống và tình cảm đặc biệt giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Tổng thống Vladimir Putin mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm Nga vào thời điểm thích hợp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã vui vẻ nhận lời. Tối nay tại nhà hát lớn, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp gỡ thân mật với lãnh đạo hội hữu nghị Việt Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Liên bang Nga. Cuộc gặp mặt đã diễn ra trong bầu không khí thân tình, ấm áp, thắm tình hữu nghị với sự tham gia của khoảng gần 400 khách mời là những người đã từng có nhiều gắn bó, yêu mến đất nước, con người và văn hóa Nga. Những kỷ niệm sâu sắc, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước được chia sẻ xúc động được gặp gỡ giao lưu và nhận được tình cảm từ những người bạn việt nam tổng thống vladimir putin đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các thế hệ cựu sinh viên việt nam tại nga cho quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống trong nhiều năm qua hy vọng các thế hệ cựu sinh viên việt nam sẽ tiếp tục là cầu nối để các thế hệ trẻ việt nam hiểu rõ hơn về văn hóa đất nước và con người nga góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị anh em giữa hai nước cảm ơn tổng thống vladimir putin và đoàn đại biểu cấp cao liên bang nga trong lịch trình hoạt động dày đặc của chuyến công tác đến việt nam vẫn dành thời gian đến dự buổi giao lưu chủ tịch nước tô lâm bày tỏ nhân dân việt nam luôn biết ơn sâu sắc và ghi nhớ tình cảm gắn bó thủy chung của những người bạn nga tin tưởng việt nam liên bang nga luôn luôn đoàn kết tin cậy lẫn nhau tiếp tục kề vai sát cánh giúp nhau vượt qua khó khăn thử thách vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng trong tối nay tại nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì tiệc chiêu đãi cấp nhà nước Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Việt Nam. Tối ngày 20 tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu Liên bang Nga đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam kéo dài 2 ngày 19 và 20 tháng 6. Thưa quý vị, đến đây chương trình Thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại.